Alo, cậu đấy hả? Ừ, bữa nay tôi không có khỏe, tôi không có tới công ty. Chút nữa cậu ghé nhà cậu báo cáo công việc công ty cho tôi nha. Sếp sao ạ? Cậu sao ạ? Dạ, tại em thấy sếp gần gũi với thiên nhiên quá đó, em ngạc nhiên. Tôi thích cậu rồi đó. Dạ. Cậu rất có con mắt nhìn. Dạ. Và rất nghệ thuật. Dạ. Ai cũng nói tôi ăn bận chim cò bảy bả giống quỷ vậy đó. Sao mà giống chim chỉ cò chỉ có cậu hiểu tôi. Giống cắt tè bông thì có. Làm bẩm gì vậy? Dạ, dạ không có. Rồi. Dạ, dạ. Nói chuyện công ty tôi nghe. Dạ. Tới đây cũng báo cáo với sếp mọi chuyện cũng ổn. À, vậy dạ, là tốt. Dạ. Rồi, cái quan hệ với đối tác tốt hay không? Dạ, nói chung cũng tốt. Dạ. Như vậy mới được, phải giữ và đẩy mạnh cái mối quan hệ với người ta. Dạ. Nhưng cậu cho tôi biết là người ta có nói là người ta hài lòng với cái khoản nào dạ, của công ty mình hay không? Nói chung họ hài lòng. Tại vì họ tháng 3. Dạ. Tháng 3? Dạ. Có nghĩa là tỷ lệ 7-3. Dạ. À, dạ. Tốt. Dạ, còn mình thua sạch. Phải như vậy mới được. Dạ. Phải cho người ta thắng. Dạ. Thì người ta mới cộng tác với mình. Người dạ. ta mới làm việc với mình. Đúng dạ. không? Dạ. Đôi bên cùng có lợi. Dạ. Ủa nhưng mà thua sạch là sao? Dạ, thì cái dự án đó mình thua rồi. Người ta vô trong đó, người ta thuê được người rẻ hơn mình, thành thử mình mất trắng cái dự án đó rồi. Sao có chuyện đó được? Dạ, làm sao không có sếp. Tụi em đã thấy cái điều này, góp ý kiến với sếp, sếp không chịu nghe. Bây giờ sếp ngạc nhiên là phải rồi. Thôi ngạc nhiên cái gì, tôi đang sốc chứ ngạc nhiên cái gì. Sốc cái gì, còn vụ này sốc hơn nữa là sếp. Hôm qua giờ sếp có liên lạc được cho cô Hoa thư ký riêng của sếp không? Nhỏ cái miệng vô đi. Thư ký già trong nhà kìa. Mà cậu nói tôi mới nhớ vậy. Sao? Từ hôm qua nay tôi không liên lạc được. Lạ thiệt. Trời ơi, liên lạc được mới là hay đó. Thì ra cô ta là cái người bên kia gài vô công ty mình để lấy cái dự án. À, bây giờ cô ta cao chạy xa bay rồi. Cô ta đang hạnh phúc bên người ấy rồi đó. Nếu vậy té ra vậy tôi bị phản bội sao trời. Dạ đúng rồi. Được. Phải làm sáng tỏ chuyện này. Dạ đúng rồi. Trị tội những kẻ phản bội tôi. Dạ đúng rồi. Lấy lại những gì đã mất. Hoặc là mất đi những gì đã lấy. Cái gì? Dạ dạ không, em thẳng trớn quá. Thắng không kịp. Dạ. Với sếp. Hỏi thăm sếp coi còn cái cô thư ký mà riêng mới nhất của sếp bây giờ làm sao? Em cũng nghi ngờ lắm. Tôi đã quyết định rồi, không được có ý kiến. Ủa, nữa? Nữa hả sếp? Tôi quyết định nghe ý kiến góp ý của mọi người đó, không bảo thủ nữa. Vậy mới là sếp của em chứ.